Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín trên bán nhà bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh vẫn tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh vẫn tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất cực kỳ là rẻ và nó nằm ngay ở con đường trục chính, con đường rộng lên tới 18m, là mỗi bên là 4m và nó là một cái vị trí kết nối giữa công viên 7 kỳ quan thế giới và quỹ đất để xây trường cấp 2, cấp 3, công viên khủng long quý anh chị nhé. Đây chính là con đường trục chính TC5. Đường khá là to và rộng. Những con đường trục chính như thế này thì nó thường chia phân lô là diện tích 5x20 và lòng đường khá là to. Và cái vị trí ngày hôm nay Biển Xanh giới thiệu thì chỉ cách với công viên 7 kỳ quan thế giới khoảng là 100m. Và lô này thì có diện tích là 5x20 bằng 100m2, hướng Bắc, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Do chị chủ đất đang cần tiền cho nên muốn bán nhanh và giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 1 tỷ 130 triệu, là bao tất cả mọi thuế phí liên quan, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Quý anh chị và các bạn xem được video của Biển Xanh ngày hôm nay thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Và cái vị trí của lô đất chúng ta ngày hôm nay thì nó vô cùng là đẹp luôn, và chạy thẳng về phía trước thì chính là cái công viên thế giới tuổi thơ, hay còn gọi là công viên khủng long, và quỹ đất để xây trường cấp 2 và cấp 3 quý anh chị nhé. Và như trên màn hình quý anh chị mình thấy, vị trí của lô đất này vô cùng là đẹp, đó là từ cái cây này mình đo sang là 5m và dài sâu xuống dưới là 20, hướng Bắc quý anh chị nhé. Và giá cực kỳ là rẻ luôn. Mình chạy 100m về phía trước thì chính là công viên thế giới kỳ quan. Và cái vị trí này thì cũng rất là hiếm sản phẩm. Và cái giá này thì không hề dễ để kiếm ra đâu quý anh chị, bởi vì giá cực kỳ là rẻ và mềm, là chủ yếu do chủ đất người ta kẹt tiền và muốn bán nhanh, rao với cái giá cực kỳ là rẻ để bán nhanh. Và Biển Xanh đã làm được cái giá này là giá vô cùng là rẻ để quý anh chị có thể sở hữu. Vị trí vô cùng là đẹp quý anh chị nhé, lòng đường to, đẹp, đường nhựa và vỉa hè cũng khá là lớn. Vị trí này rất là nhiều tiềm năng cho mình có thể mua để đầu tư sinh lời hoặc mua để xây nhà ở, an cư lập nghiệp, thì đây là một vị trí cực kỳ là lý tưởng. Cát Tường Phú Sinh, nơi cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi đáng sống, đáng sở hữu và đáng để đầu tư quý anh chị. Khu này thì không khí nó vô cùng là trong lành và mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe, và đặc biệt hơn cả chính là không ngập nước quý anh chị nhé. Và khu này chúng ta được là xây dựng tự do, nước máy, đèn đường, camera an ninh. Khu này thì có tổng diện tích là 107 hecta và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng thêm 49 hecta nữa. Do đó nơi đây đang cực kỳ là phát triển. Bao bọc xung quanh đây thì có vô cùng là nhiều các cái cụm và khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, và xa xa hơn nữa thì có Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn, khu công nghiệp Sao Vàng. Do đó mà tập trung một lượng lớn người lao động cũng như là các chuyên gia người nước ngoài, người ta về đây để sinh sống và làm việc. Từ đó thì nhu cầu về nhà ở tăng lên cực kỳ là mạnh và nhanh quý anh chị nhé. Do đó chúng ta vào cái khu vực này để đầu tư thì cái việc thanh khoản cũng sẽ rất là dễ dàng, bởi vì giá ở trong nơi này còn rất là mềm so với những cái khu khác, những cái dự án khác, thì trong Cát Tường Phú Sinh là giá còn mềm nhất so với khu vực. Và nơi đây lại có sở hữu cái diện tích mặt nước lớn nhất khu vực, đó là gồm hai hồ sinh thái lớn rộng 15 hecta và 23 hecta. Chính vì thế mà nó mang hơi nước lên, làm cho nơi đây trở nên vô cùng là trong lành và mát mẻ. Không khí thì se lạnh, êm dịu, giống như là đang trên Đà Lạt vậy quý anh chị nhé. Chính vì thế mà nhiều cô chú anh chị vào trong cái khu này để mà an cư lập nghiệp sinh sống thì cái sức khỏe cũng được cải thiện rất là rõ rệt luôn, bởi vì là trong này nó không hề ô nhiễm và không khí lại cực kỳ là trong lành nữa. Và chúng ta đi làm việc xung quanh đây thì cũng có rất là nhiều các cái khu công nghiệp, và mình có thể làm được ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Củ Chi, Hóc Môn, hay là có thể làm được ở những cái cụm và khu công nghiệp ở Long An này thì đều được quý anh chị nhé.
Biển Xanh xin nhắc lại, cái lô này là 5x20, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, cách với công viên 7 kỳ quan chỉ 100m thôi. Và lòng đường ở đây thì rất là to, rộng lên đến 18m, lề mỗi bên là 4m. Và giá của lô này cũng vô cùng là rẻ, chỉ có 1 tỷ 130 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí, sang sổ cho chúng ta, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào quý anh chị nhé. Quý anh chị mua cái lô này để mà đầu tư là được đó quý anh chị, bởi vì nó khá là rẻ so với cái block ở khu vực này. Chỉ có 1 tỷ 130 triệu là quý anh chị sở hữu ngay một lô đất cực kỳ là đẹp để đầu tư hoặc an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.